Ok, chào bạn. Mình mới mua được một đống Vega giá siêu rẻ này. Bây giờ mình sẽ làm video test toàn bộ cho bạn. Nó rẻ vì đơn giản là mình mua với cái tình trạng cao tay không hoành. Bây giờ mình sẽ sâu đỉnh con. Sau đó mình sẽ làm từng video vào cho từng Vega một và ghép từng bộ cây một cho bạn. Các bạn để ý, đây là mỗi thứ chỉ có một mã, vì vậy là chỉ bán ở cái phần link mô tả chứ không thể tìm kiếm đấy trên web No 2. 2G750 này, 200.000 này. Bạn này của Zotac 200k. Vậy bạn sẽ chấp nhận bỏ bao tiền ra để sở hữu em đó? Tùng đã bỏ 200k. Còn bạn, bạn sẽ bỏ bao nhiêu để sở hữu GTX 750 Ti 1 fan bản 2G tàu con bà khựa? Các bạn luôn, đây là hàng khựa 100% nhé. Có nghĩa rất đơn giản là Zotac nó cũng có cái nhà máy và cũng bán hàng ở bên tàu. Và đây là bản Zotac dành cho tàu khựa. Các bạn nhìn thấy nguyên chữ tàu này, GTX 750 Ti 2G Zotac tàu khựa. Anh hàng xóm với 6 chữ vàng, đó là mặt sau. Còn bên sườn thì chúng ta thấy là có ngon phết. Con này có cả DVI, VGA và HDMI. Vậy là bất kể màn hình nào chúng ta cũng có thể chinh chiến được nhé. Còn ở cái mặt chính của chúng ta thì đây là 2GB RAM 5 bit 128. Thì các bạn nhìn thấy nó có 4 thanh RAM này, chia đều ra là 512 một thanh. Chipset thì nguyên hình vạn trạng. Và tí nữa thì Tùng sẽ thêm cho ít keo vào cho nó mát và mượt, sáng, đẹp, sạch. Đây là bản tỏa nhiệt Tùng đã tháo rời để Tùng tra keo này. Cũng sáng phết các bạn ạ. Zotac, Zotac, Zotac. Và bây giờ thì chúng ta sau sẽ đi test nhiệt độ sau khi chúng ta tra keo MX4 vào. Mời các bạn. Tất cả những cái gì cái Vega tàu khựa chúng ta có FPS khi chúng ta test ở cái trạng thái 4K thì nó là 29 GTX 750 Ti. Các cái thông số đã sâu hết ra cho các bạn rồi nhá. Chúng ta có thể tự xem. Vì những thông số này Tùng đã nói khá nhiều. Vấn đề của chúng ta đó là nhiệt độ của em nó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là sau 27-49 ngày test thì nhiệt độ em nó đang ổn định ở mức đó là 77-49 độ C. Dã man. Một sự trùng hợp đầy ma thuật. Bây giờ chúng ta sẽ đi test GTX 750 Ti. Em đã ra trận, game đầu tiên của chúng ta sẽ là LOL. Cuộc giao tranh đang rất quyết liệt. Chúng ta có FPS rơi ở trạng thái 130, RAM 4GB, nhiệt độ CPU là 59 và loát 38%. Nhiệt độ của GPU là 75 và loát 74%. Đó là những thông số và LOL của chúng ta đã được kéo mắc. Vậy là bao phê bao mượt LOL với 200k. Theo các bạn, mình sẽ bán nó với giá bao nhiêu tiền để có lãi, để có thể mua bỉm mua sữa cho con? Hôm nay Tùng sẽ test cho bạn 3 game, đó là LOL, PUBG bản Mobi hay PC gì đó, và GTA. Nói thật với các bạn thì trên mạng đã có quá nhiều cái video test. Và bản thân Tùng thì cũng đã từng làm rất nhiều cái video ghép với GTX 750 Ti rồi. Cấu hình đang setup ở mức thấp nhất nhá. PUBG đang setup và chơi ở mức thấp nhất thì chúng ta vẫn thấy nó khá mượt mà. Với FPS của chúng ta đạt được ở trạng thái là 66, nhiệt độ CPU 63, loát 36%, GPU nhiệt độ là 77 và loát 94%. RAM thì ăn đã gần hết 8GB rồi. Vậy là các bạn hoàn toàn có thể chơi PUBG với GTX 750 Ti nhé. Các bạn có thể mạnh dạn vung tiền ra để mua GTX 750 Ti. Nhưng nhiều người sẽ đặt một câu hỏi là lên mua GTX 750 Ti hay lên mua RX 470? Nói thật với các bạn là cái hiệu năng của RX 470 sẽ mạnh gần gấp đôi GTX 750 Ti. Nhưng xác suất rủi ro của RX 470 sẽ cao hơn. Và nó yêu cầu một cái nguồn khỏe hơn. Vì vậy là cái quyết định mua hay không mua, Tùng thường nói là tiền của bạn thì nó ở trong túi bạn. Thằng chó nào lấy được ra đâu mà phải đi hỏi, đúng không ạ? Thích cái gì thì nhích, chứ phải việc gì phải hỏi bố con thằng nào. Thích thì chơi thôi ạ. Ăn chơi đâu sợ mưa rơi. Chúng ta đã sát phạt được 29 mạng chết và cuộc chiến sinh tồn của chúng ta vẫn bắt đầu. Cái game cuối cùng chúng ta trở về với anh da đen quen thuộc chúng ta, đó là GTA. Tiếp tục hôm nay đi xe máy chứ không đi ô tô.
Và liệu anh ta có vào nhà dân hay không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi anh ta đi một đoạn đường nữa. Những thông số đã hiện lên thưa các bạn, đó là FPS ở trạng thái gần ngót nghét 200, RAM đớp của chúng ta mất 5GB, GPU đớp mất của chúng ta 45% và nhiệt độ là 63. Đó là CPU, còn GPU thì nhiệt độ là 72 và đớp của chúng ta là 97%. Cuộc chiến sinh tồn trên đường phố được mô tả không giống với thực tế. Vì vậy các bạn đừng lấy game để áp dụng vào đời sống, nó sẽ rất bựa. Như này ở ngoài đường thì cho anh một chiếc quan tài để cho anh về với đất mẹ lâu rồi. Kể cả anh có là da đen, đen từ trên đến dưới, súng ngấm cũng đen, sang Việt Nam mà đi như này thì đời mày cũng cô liệu thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Cần mua các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0906010103. Và mình chỉ có duy nhất một cái. Và các bạn hãy gọi giờ hành chính, đừng gọi giờ nghỉ. Cảm ơn rất nhiều. Bùm chiu, mày hà bưởi.